Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được khởi tranh. Và giờ đây, những thông tin bên lề xung quanh về giải đấu đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bên cạnh những câu chuyện liên quan đến các anh tài sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thì vấn đề bản quyền truyền hình của giải đấu cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Bởi vì vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 7, các trang báo lớn tại Việt Nam đã đồng loạt đưa tin giá trị bản quyền của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã tăng một cách chóng mặt, cho nên việc đàm phán được dự đoán sẽ rất khó khăn với bất kỳ đối tác nào tại Việt Nam muốn sở hữu bản quyền của vòng chung kết World Cup 2022. Vậy thực hư của sự việc này là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng bình luận viên Mai Anh Tài đi vào tìm hiểu nhé. Trước khi bước vào video, các bạn nhớ để lại một like và một subscribe channel bình luận viên Mai Anh Tài nhé. Đó là nguồn động lực để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Bản quyền phát sóng các trận đấu lớn nhất trên thế giới luôn là một vấn đề được khán giả đặc biệt quan tâm. Khi chúng ta đã thấy được sức hút mà UEFA Champions League hay vòng chung kết Euro 2020 mang lại cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam là lớn như thế nào. Và với vòng chung kết World Cup năm nay cũng vậy. Dự kiến đây sẽ là một kỳ đại hội thể thao hoành tráng nhất thế giới từ trước đến nay. Cùng với đó, đây sẽ là lần cuối cùng mà chúng ta có thể thấy được hai cái tên vĩ đại nhất của nền bóng đá thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo góp mặt tại sân chơi này. Vì vậy, sức ảnh hưởng của giải đấu vào cuối năm này là điều mà chúng ta không phải bàn cãi. Nhưng đổi lại, nếu như giải đấu càng hot thì chắc chắn rằng tiền bản quyền truyền hình sẽ tăng một cách chóng mặt. Trước tiên, gói bản quyền World Cup trên thế giới hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Và ở mỗi khu vực trên lục địa, FIFA đều có những đại lý khác nhau để đưa ra mức giá và bán cho các đơn vị muốn sở hữu bản quyền. Và đối với thị trường Việt Nam cũng vậy, bất kể một nhà đài hay một công ty truyền thông nào muốn được bản quyền World Cup thì phải thương thảo và thông qua đại lý của FIFA tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và mới đây nhất, theo một số thông tin, trong nhiều lần đàm phán vào cuối tháng 6 vừa qua, cũng như gần đây nhất là cuối tháng 7, đại lý đến từ khu vực này đã đưa ra một mức giá không đổi, đó là 15 triệu USD, tức là hơn 350 tỷ Việt Nam đồng. Đây là một con số đã có những thương lượng trong quá trình đàm phán giữa đôi bên. Nhưng đối với nhà đài tại Việt Nam thì đây là một con số quá lớn. Và nếu bỏ ra con số 15 triệu đô thì đơn vị nắm bản quyền truyền hình World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam sẽ có quyền rất lợi để quảng bá hình ảnh cũng như là ký những hợp đồng quảng cáo lớn. Còn đó có thể hùn được tiền vốn bỏ ra để mua bản quyền. World Cup 2022 sẽ được diễn ra vào Qatar vào ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Và cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một đơn vị nào tại Việt Nam có thể mua được bản quyền. Lý do đơn giản nhất là vì mức giá hét quá cao và một số nhà đài do tiềm lực tài chính không còn dồi dào như trước. Vì vậy, họ đã không còn mặn mà với thương vụ này, cho nên họ đã quyết định đứng sang một bên. Mặc dù vẫn còn một số đơn vị khác rất muốn hợp tác để có thể sở hữu, nhưng không thể cáng đáng nổi một cách độc lập. Do đó, các đơn vị đã thảo luận và quyết định cùng nhau chung vốn để mua, để có thể có được bản quyền. Và sau đó họ sẽ cùng nhau khai thác thương mại và quyền lợi của mỗi đơn vị sẽ tùy thuộc vào số tiền mà đơn vị đó bỏ ra. Nếu số tiền như nhau thì cả hai bên sẽ được quyền khai thác như nhau. Và nếu đơn vị nào bỏ tiền nhiều hơn thì đơn vị đó sẽ được hưởng quyền lợi nhiều hơn. Vì vậy mà phương án này thì chúng ta có thể hy vọng rằng các kênh sóng truyền hình tại Việt Nam có thể sở hữu bản quyền World Cup 2022. Những cái cách mà VTV cùng Viettel làm được vào năm 2018 để có thể mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam tận hưởng một bầu không khí chân thật nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lấy ví dụ điển hình như ở Thái Lan cách đây 4 năm thì hai đơn vị là True Vision và Amarin TV đã đồng sở hữu quyền phát sóng World Cup 2018 với sự tài trợ của 9 doanh nghiệp tại Thái Lan. Hay Singapore cũng đã cùng có 3 tập đoàn viễn thông gồm Singtel, StarHub, Mediacorp đã cùng chung tay mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 thay vì lao vào cuộc đua độc quyền như trước đây. Và mới đây, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao VTV đã nói rằng Việt Nam cũng đã áp dụng cách thức này vì biết rằng nếu đua độc quyền sẽ thất bại. Thú thật thì khi đối tác phát giá, chúng tôi ngỡ ngàng và có phần hốt hoảng. Tuy nhiên khi gặp gỡ đại lý của FIFA, chúng tôi đã rất nghiêm túc đặt ra vấn đề và có thiện chí mua bản quyền với cái giá khác, thấp hơn giá chào hàng. Nhưng đối tác tỏ ra khá cương quyết và chưa có ý định giảm giá. Chia sẻ với báo giới vào ngày 28 tháng 7, một thành viên của ban đàm phán gói bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại Việt Nam cho hay rất khó, hay nói chính xác là không thể thu hồi vốn ở những lần mua bản quyền như thế này. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì đàm phán với đối tác trên tinh thần quyết tâm mua bản quyền truyền hình World Cup để phục vụ khán giả. Tất nhiên là sẽ không mua bằng mọi giá. Dù đứng trước nguy cơ là bị lỗ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng phục vụ với điều kiện là đại lý của FIFA phải giảm giá ở ngưỡng mà Việt Nam có thể chịu được. Còn nếu giá cả được giữ nguyên như lúc họ phát ra thì các bên khó có thể tiếp tục thương thảo. Và cũng theo một số chuyên gia về bản quyền tại Việt Nam cho biết, khán giả Việt Nam cũng sẽ phải làm quen với thực tế có thể xảy ra
là không có bất kể một nhà đài nào mua được bản quyền phát sóng World Cup 2022 và việc đàm phán sẽ bị dừng lại nếu như hai bên không đạt được kết quả có hậu. Năm 2018, VTV đã may mắn có sự đồng hành của hai doanh nghiệp nói trên, nhưng bối cảnh là hiện tại là khác nhau. Hai năm qua, các doanh nghiệp của Việt Nam gặp khó khăn lớn về tài chính do ảnh hưởng của Covid-19, nên khó đòi hỏi doanh nghiệp của nước nhà chịu chi một khoản lớn để hỗ trợ các nhà đài mua bản quyền World Cup 2022. Vì vậy các đơn vị truyền hình phải tự bơi, hoặc họ sẽ chỉ mua nếu phía đối tác đồng ý bán giá hợp lý và phù hợp với sức chịu đựng tài chính của các đơn vị này. Quay trở lại 4 năm trước, câu chuyện bản quyền truyền hình của World Cup 2018 đã trở thành đề tài thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Khi vào thời điểm đó, đại lý của FIFA cũng đã hét một mức giá rất cao và hành trình đàm phán giữa đài truyền hình Việt Nam VTV cùng với đơn vị này đã diễn ra khá căng thẳng trong một khoảng thời gian kéo dài đến tận 2 năm trời. Và chỉ ít ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh, VTV mới chính thức tuyên bố trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng tại giải đấu lần này với sự hỗ trợ của hai doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế rất lớn tại Việt Nam là Viettel và Vingroup. Do đó, nếu không có sự chia lửa của hai doanh nghiệp này, có lẽ VTV đã không thể nào phát sóng vòng chung kết World Cup vào mùa hè năm 2018. Bởi thời điểm đó, lãnh đạo VTV cho biết, việc mua bản quyền truyền hình của những giải đấu như World Cup hay Olympic thì chắc chắn rằng VTV sẽ lỗ đến 90% số tiền bỏ ra để mua sóng sạch. Thì đến thời điểm hiện tại, khu vực Đông Nam Á của chúng ta đã có 5 quốc gia có được bản quyền World Cup 2022, gồm Indonesia, Philippines, Brunei, Malaysia hay đặc biệt là quốc gia láng giềng của chúng ta là Campuchia. Vì vậy chúng ta cũng hy vọng rằng, cũng giống như 4 năm trước, đài truyền hình VTV sẽ có những đối tác tài trợ hay đặc biệt là những mạnh thường quân chung tay vào để mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam một mùa đông thực sự ấm cúng cùng những trận cầu đỉnh cao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chưa dừng lại ở đó, nếu như VTV có thể sở hữu bản quyền World Cup 2022, thì đơn vị này sẽ có cơ hội rất lớn sở hữu luôn được bản quyền của vòng chung kết World Cup nữ được tổ chức tại New Zealand vào năm 2023. Bởi đây sẽ là nơi đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam tranh tài tại sân chơi này. Vì vậy, sẽ tuyệt vời làm sao để chúng ta thấy được quốc kỳ của Việt Nam lần đầu tiên được xuất hiện tại sân chơi lớn nhất thế giới dành cho môn thể thao vua. Chắc chắn đó sẽ là những giây phút xúc động nhất trong cuộc đời của những cổ động viên bóng đá Việt Nam. Chỉ còn 3 tháng nữa là vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được khởi tranh. Vì vậy, những con tim yêu bóng đá tại mảnh đất hình chữ S vẫn đang thấp thỏm chờ đợi những thông tin tích cực về bản quyền truyền hình. Bởi chắc chắn rằng họ không hề muốn chứng kiến việc mình bỏ lỡ những bước chạy cuối cùng của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo tại sân chơi này. Vì vậy chúng ta hãy cùng hy vọng rằng đài truyền hình Việt Nam VTV sẽ mang đến bàn thắng ở phút 90 cho người hâm mộ bóng đá nước nhà như cái cách mà họ đã từng làm cách đây 4 năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.